Tổng Trọng qua đời, sự thật hay tin đồn. Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có từ thời tháng 6 năm 1947 và được bổ sung vào tháng 11 năm 2003. Huân chương Sao Vàng được truy tặng cho cá nhân và tập thể có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Huân chương Sao Vàng không chia hạng và thẩm quyền tặng, truy tặng huân chương Sao Vàng do Chủ tịch nước quyết định. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 18 tháng 7 đưa tin quyết định trao huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết Bộ Chính trị đã có quyết định trao tặng huân chương Sao Vàng cho Tổng Trọng. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương Sao Vàng cho Tổng Trọng. Theo giới quan sát, quyết định vừa kể trên của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho thấy đây là động thái dọn đường cho khả năng Tổng Trọng sẽ rút lui khỏi chính trường trước Hội nghị Trung ương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2023 vì lý do sức khỏe hoặc đột ngột tử trần. Điều việc kể trên hoàn toàn phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông Trọng trong thời gian gần đây được cho là rất xấu. Cụ thể, ông Trọng xuất hiện lần cuối trước ống kính truyền thông là chiều ngày 20 tháng 6 trong buổi hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Hình ảnh lần này của ông Trọng cho thấy tình trạng sức khỏe của ông là hết sức đáng lo ngại. Và dường như ai cũng nghĩ rằng ông sẽ sớm mất. Thông tin mới nhất, Báo Thanh Niên vào đầu giờ chiều ngày 18 tháng 7 đưa tin Bộ Chính trị thông báo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng. Thông báo nêu rõ, thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo đảm bảo vệ sức khỏe của cán bộ Trung ương, Tổng Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Trước mắt, Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn đã được Bộ Chính trị quy định. Một nguồn tin nội bộ của Thời báo .d mới nhất cho biết thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, vào ngày 15 tháng 7, Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện 108, Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương và các bác sĩ Trung Quốc cùng hội chuẩn và kết luận Tổng Trọng đã chết não. Ông Lê Hữu Song đã đến số 5 Thuyền Quang, nơi bà Ngô Thị Mận và ông Nguyễn Phú Trọng cư trú. Ông thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần, xác định việc lo hậu sự cho ông Trọng. Nguồn tin cho biết dự kiến của nhà nước muốn chọn đỉnh núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi an táng cho Nguyễn Phú Trọng, thuộc Tam Đảo còn được gọi là Ba Gò hay tên gọi khác là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phủ Nghĩa. Nếu những ngày thời tiết đẹp, đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy rõ toàn bộ thành phố Hà Nội. Nhưng bà Ngô Thị Mận và con gái đầu là Nguyễn Kim Ngọc từ chối và muốn đưa bố về xã Đông Hội, huyện Đông Anh chôn cất. Theo bà Mận nói, khi khỏe ông nhà tôi làm quan chức, nhà nào to dành ở, khi chết còn dành đất của dân để xây dựng lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Và bà còn nói thêm, sống đừng để phải xót xa ân hận, về với cát bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn. Theo nhận định của các bác sĩ tại bệnh viện 108, thì trong tháng này hoặc đầu tháng sau, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chết. Và tuy nhiên, ông cũng có thể đột ngột ra đi. Tờ Thời báo.d không có điều kiện kiểm chứng những thông tin vừa kể trên. Cũng theo giới phân tích, Tổng Trọng là một nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, được cho là tham quyền cố vị trên cương vị Tổng Bí thư đã 3 nhiệm kỳ. Với thời gian tại vị gần 13 năm, đã buộc phải kết thúc sự nghiệp chính trị của mình. Đáng chú ý, trong thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng đã nêu rõ, trước mắt Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Trong bối cảnh nội bộ của Đảng đang chia rẽ hết sức nghiêm trọng với sự cạnh tranh của nhiều phe cánh và các nhóm lợi ích khác nhau, điều đó cho thấy Tô Lâm vẫn chịu sự giám sát chặt chẽ trong khuôn khổ các quy định của Đảng. Cuộc chiến quyền lực từ nay đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10 nói riêng hay Đại hội Đảng 14 nói chung sẽ diễn ra hết sức quyết liệt trong điều kiện rắn mất đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng sức khỏe suy sụp, khả năng ra đi, sự thật hay tin đồn. Vì sao gần đây Tô Chủ tịch liên tiếp gặp vận xui xẻo? Theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước Tô Lâm liên tiếp gặp phải những chuyện chẳng lành. Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin, chiều ngày 17 tháng 7 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công chỉ định bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị,
trưởng ban dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Với quyết định này, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trở thành nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội. Trước đó, tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị gồm các ông bà Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Hoài và Đỗ Văn Chiến. Theo giới quan sát, việc bà Hoài, một nhân vật của ban đảng, được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội là một sự bất ngờ. Vì trước đó, theo đồn đoán của giới thạo tin, khả năng ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sẽ giữ cương vị này. Ngày 15 tháng 6, ông Đinh Tiến Dũng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị mất chức. Theo giới thạo tin, Chủ tịch nước Tô Lâm và phe cánh đã nỗ lực trong việc bổ sung thêm các suất ủy viên Bộ Chính trị cho phe Hưng Yên, trong đó có suất Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhưng bất thành. Với cơ cấu 5 ủy viên Trung ương, trong đó có một suất ủy viên Bộ Chính trị, rõ ràng Bộ Hưng Yên đã quá lép vế trong tương quan với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Cụ thể, tại đại hội lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương có 200 ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết, thì phe Hà Tĩnh chiếm 12 suất, phe Nghệ An chiếm 14 suất. Trong khi số ủy viên Bộ Chính trị có 18 thành viên, thì Nghệ Tĩnh được 4, trong đó Nghệ An 3 và Hà Tĩnh 1. Vai trò của Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các hoạt động của ban đảng đã giảm đi rõ rệt. Dù trên cương vị Chủ tịch nước, người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, nhưng ông Tô Lâm đã phải lép vế với các hoạt động của Quân ủy Trung ương. Theo giới quan sát, tại hội nghị Quân ủy Trung ương vào ngày 8 tháng 7 mới đây, người chủ trì là Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Còn tại hội nghị Quân chính toàn quân vào ngày 10 tháng 7, người thay thế cho Tổng Bí thư chủ trì trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính, chứ không phải ông Chủ tịch nước Tô Lâm. Cũng trong ngày 17 tháng 7, truyền thông nhà nước đưa tin Thủ tướng bổ nhiệm hai tân Thứ trưởng Bộ Công an. Bản tin cho biết sáng ngày 17 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến dự buổi lễ. Tuy nhiên, trước đó có nguồn tin nội bộ đã đưa và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho biết vợ của tân Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm là giám đốc chi nhánh ngân hàng SCB có liên quan đến việc bảo kê chuyển tiền ra nước ngoài của bà Trương Mỹ Lan. Nguyễn Ngọc Lâm cũng là người đã nhận rất nhiều tiền của Nguyễn Duy Hưng, tập đoàn Thuận An. Theo vợ Hưng tiết lộ, vào năm 2023, Nguyễn Duy Hưng đã biếu cho vợ chồng Lâm Nga tại nhà riêng số tiền 15 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện kể trên Thời báo .d không có điều kiện kiểm chứng, nhưng rõ ràng, theo giới thạo tin, việc các Thứ trưởng Bộ Công an phải mất tiền để có được chiếc ghế quyền lực là điều chắc chắn. Điều việc kể trên khiến cho công luận liên tưởng đến phát biểu của Tổng Trọng, bóng gió ám chỉ Bộ trưởng Tô Lâm sau vụ ăn thịt bò rát vàng tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc diễn ra vào ngày 30 tháng 6, 2022 bằng cách lẩy kiều như sau. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Do ông Trọng còn nhắc nhở Tô Lâm là cấp trên, ở chẳng chính ngôi, cho nên ở dưới chúng tôi hỗn hảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao gần đây Tô Lâm liên tục gặp vận xui. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.